Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri bất ngờ tiết lộ, đúng trong tháng 6 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, có 10 ngày nổ lộc lớn, mùng 1 kêu trời, được thần tài trả ơn, gặp may liên tiếp, làm ăn trúng mánh, phát tài cực nhanh, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang phú quý. Quý vị thân mến, trên đời này, chẳng ai có lẽ là không mong muốn, số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều lao tâm khổ tứ, số mệnh con người ắt tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong số lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định làm người tốt số, số trời sinh mang mệnh đắc tài phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2024? Chỉ cần sống chân thành sẽ được thúc bóng xứng đáng cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10. Cuộc đời con người rất sợ và ám ảnh việc nợ nần, túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh. Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với hoàn cảnh mình không mong muốn. Trời không triệt đường sống của ai bao giờ và tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được dự báo rằng trong tháng 6 âm lịch này, có số hưởng trời ban, thần tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi. Những người sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, thiên hà thủy, nước trên trời, nước mưa. Thiên hà thủy đổ xuống khắp mọi nơi trên trái đất, đó là mưa, vạn vật đều nhờ mưa mà tươi tốt màu mỡ, tình yêu thương chan hòa, nhưng mưa có, mưa nhỏ, mưa to, mưa xuân mưa, hà mưa dông, mưa bão. Không phải mưa nào cũng hữu ích cho bản dân thiên hạ, cần mưa nhỏ mà lại mưa lớn, cần mưa lớn mà chỉ lâm dâm, mưa như thế kể bằng vô ích. Về cơ bản, theo tử vi ngày nay, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, vì hành thủy, chủ trí tuệ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế bản mệnh cũng là người tử tế, tao nhã, có tác phong làm việc, nhã nhặn, lịch thiệp. Nếu tu dưỡng tốt, mệnh này sẽ là những người rộng lượng, ưa làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp, có thể có nhiều cống hiến lớn lao cho cộng đồng. Bản chất của nước mưa là mỏng manh nên người mệnh thiên hà thủy cũng nhạy cảm, tinh tế, giỏi chăm lo cho mọi người, họ không phải là người quá sôi nổi mà thường có nhiều tâm sự trong lòng. Chỉ khi đi sâu vào tâm hồn họ, ta mới có thể hiểu hết được. Người mệnh này có tài làm quản lý và lãnh đạo vì thích quan tâm và giúp đỡ mọi người, nên họ thường là những nhà quản lý được lòng cấp dưới. Tuy nhiên, nếu được giữ những cương vị cao, thì bản mệnh nên rèn luyện tính tình mình cho quyết đoán hơn. Nhạy cảm hay do dự, mềm lòng sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến những thời điểm mang tính quyết định. Các nghề bác sĩ, chuyên gia tư vấn cũng khá phù hợp với tính cách của họ. Bản mệnh là những người không coi trọng tiền bạc, vật chất nên dù làm những công việc có thu nhập cao cũng không kiêu ngạo, khoe mẽ, họ thích dùng tiền để cống hiến cho các hoạt động cộng đồng hơn. Trong tình yêu, người mệnh thiên hà thủy trở nên rất lãng mạn, họ thích thảo ra những tình huống bất ngờ cho người mình yêu, vì thế tình cảm của họ thường tiến triển một cách rất thuận lợi và tích cực. Họ thích quan tâm, chăm sóc đến nửa kia của mình nên là một người tình chu đáo. Sau khi kết hôn cũng được lòng gia đình nhà vợ chồng. Tuy nhiên, người mệnh này nhạy cảm nên cũng dễ bị tổn thương, nếu chuyện tình cảm đổ vỡ, họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Vì thế,
Theo tử vi ngày nay, họ là những người cần được tôn trọng, yêu thương. Khi xảy ra tranh cãi cũng nên giữ thái độ nhẹ nhàng và mềm mỏng, tránh những câu nói nặng nề, sẽ gây ra vết thương lòng cho họ. Thời tiền vận, đường tình duyên của tuổi Đinh Mùi gặp nhiều trắc trở, gặp đến đôi lần biến đổi, sóng gió, mới tìm được hạnh phúc cuối cùng cho mình. Còn nếu không gặp phải nhiều lần biến đổi như vậy, thì cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt, vợ chồng không được hạnh phúc. Đối với tuổi Đinh Mùi, thì vợ chồng phải sống hai nơi cách trở nhau thì hôn nhân mới được lâu bền. Tuổi Đinh Mùi là những người có cách ứng xử linh hoạt, mềm dẻo, vì thế họ dễ được lòng mến mộ từ người khác. Sự nghiệp phát triển dễ dàng, cuộc sống người này nhìn chung được đầy đủ, no ấm, được hưởng trọn sự sung sướng, an nhàn đến hết đời. Nam mạng tuổi Đinh Mùi có đường công danh và sự nghiệp gặp nhiều vận may, họ sớm lập bền vững. Tuổi Đinh Mùi nam có số trời ban, được cuộc sống sung túc, vinh hoa phú quý, hiếm khi phải âu lo sầu não hay phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở. Nam giới tuổi Đinh Mùi được trời ban cho cuộc sống tươi đẹp, gặp nhiều may mắn, vào thời trung vận về sau, họ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên vui và đường con cái gặp nhiều phúc phần. Tuổi thọ trung bình của những người tuổi Đinh Mùi nói chung rơi vào khoảng từ 75 tuổi đến 82 tuổi. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cách sống của gia chủ, nếu sống tích nhiều phước đức, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ đời thì tuổi thọ được tăng lên, còn ngược lại sẽ bị giảm tuổi thọ. Về phần gia đạo, tuổi Đinh Mùi nam mạng may mắn có được sự êm đềm, gia đình hạnh phúc và yên vui. Về đường công danh của tuổi Đinh Mùi trong thời tiền vận đã chớm nở rộ, công danh sớm lên cao và càng thêm phần vững mạnh khi bước sang giai đoạn hậu vận, công danh vẻ vang, rực rỡ. Con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi nam giới sẽ được tạo lập thành công vào năm 36 tuổi. Sự nghiệp của họ sẽ càng lên cao như diều gặp gió sau năm này, chính vì thế nên tiền bạc vào như nước, cuộc sống thêm phần dư giả về vật chất, tài sản có của ăn của để. Nữ mạng tuổi Đinh Mùi có đường gia đạo yên vui, hạnh phúc, hiếm khi gặp cảnh thiếu thốn hay gia đình bất ổn. Tuy nhiên, đường công danh của nữ giới tuổi này không mấy tốt đẹp, không có sự phát triển vượt trội, nếu có cũng ở mức trung bình. Khác với nam mạng, nữ mạng tuổi Đinh Mùi vào thời tiền vận phải nếm trải muôn vàn gian nan, phải qua sang thời trung vận đến hậu vận mới hoàn toàn ổn định, hưởng sự an nhàn phúc lộc trời ban. Về đường tình cảm, họ gặp nhiều sự suôn sẻ hơn. Những người tuổi Đinh Mùi nói chung sẽ có tuổi thọ trung bình từ 78 đến 86 tuổi. Nếu sống lương thiện, làm nhiều việc giúp đời, thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mạng Đinh Mùi may mắn có được gia đạo ấm êm, tươi vui. Tuy nhiên, về phần công danh sự nghiệp của họ thì không phát triển đến mức cao được, nếu có cũng chỉ tạm dừng ở mức trung bình. Sự nghiệp từ sau năm 40 tuổi mới được tạo dựng vững chắc, đường tài lộc thì không cần lo nhiều vì luôn được dồi dào, không lo cảnh thiếu thốn. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình thì có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Với nguyệt lệnh lâm quan đới, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của người tuổi Đinh Mùi cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Đinh Mùi cũng có đào hoa chiếu trong tháng Tân Mùi này, người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, chỉ cần bạn có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Cụ thể từng phương diện như sau.
về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của Đinh Mùi trong tháng mới được nhiều các tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi, quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới, đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi những người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và cũng nhận được khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Đinh Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến cho bạn gây ấn tượng tốt đẹp với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới, đảm nhiệm những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì còn rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp của những người giàu kinh nghiệm đi trước. Có một điều cần lưu ý là vận trình vượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực, đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó, Đinh Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của Đinh Mùi trong tháng 6 năm 2024, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không còn lý do gì mà tài chính của Đinh Mùi không khởi sắc theo đó, thậm chí bản sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự tìm đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ được khả năng tăng lương, thăng chức. Những ai đang ấp ủ mong được tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết, đừng đặt mình vào nơi quá mạo hiểm lớn, làm gì cũng cần đường lui cho bản thân. Để tăng cường vận may tài lộc, tuổi Đinh Mùi có thể trưng các loại cây vượng tài lộc như cây kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Đinh Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, bạn có thể tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn còn những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên phải cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng đối với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp phải chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này, trông núi nọ mà phải tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của Đinh Mùi vốn không gặp vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này, dù vậy bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm việc, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe,
thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi, bước sang tuần mới, vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai, mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới. Mở rộng quy mô làm ăn có thể chọn người tuổi Mão hoặc Ngọ để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Đinh Mùi được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền. Sức khỏe của những chú dê không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, tiết lập hạ nóng bức, bản mệnh cần bổ sung đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tuất, Thân, màu sắc may mắn, nâu, vàng, con số phát tài, 89, 65, 11. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Đinh Mùi, không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú dê vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ, làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần này, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao, nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của Đinh Mùi khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe, tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng, mất đi những con số dài, tinh thần có chút bất an. Nhưng đổi lại, bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Được thiên diêu đào hoa tinh che chở, tuổi Đinh Mùi không lo cô đơn buồn tuổi nữa, nhân duyên khác giới đang vượng, không nên thu mình trong các mối quan hệ. Trái lại hãy tự tin, phóng khoáng, chủ động mở rộng xã giao, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được người trong mộng. Trong tuần, tuổi Đinh Mùi cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là về vấn đề da rẻ, xương khớp, ngoài việc dành thời gian chăm sóc da. Bản mệnh đừng quên luyện tập thể thao để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống nước đủ ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh, con số phát tài, 65, 33, 18. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi cho thấy người tuổi Đinh Mùi đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút vấp váp, nhưng đó chỉ là muối bỏ biển. Bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Đinh Mùi có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau, chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Trong tuần, có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ục ạch. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn,
bạn vẫn kiểm soát tốt tình hình, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần của bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tỵ, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số phát tài, 89, 33, 27. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Đinh Mùi có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thêm thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo có các thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở đường tiến thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Nhắc nhở những chú dê chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Đinh Mùi vốn thẳng tính, có gì nói nấy không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến cho không ít người khó chịu và chính bạn gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Tý, Thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số phát tài, 54, 12, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong Thái Căn Đàm có câu rằng, địa đê thành hải, nhân đê thành vương. Tức là, đất cúi mình trở thành biển, người biết cúi mình mới trở thành vương. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu anh tài, thanh đạt nghiệp chính, đã ngộ được đạo lý này. Trong lịch sử văn hóa truyền thống, Đế Thuấn là người nổi tiếng về tấm lòng hiếu thảo cảm động trời xanh. Sau khi sinh Thuấn không lâu thì mẹ ông qua đời. Mẹ sinh ra cậu em trai tên là Tượng. Dù Thuấn vô cùng hiếu thuận với cả mẹ kế, thương yêu Tượng, nhưng ông vẫn bị đối xử thậm tệ vô số lần. Dù vậy, lòng hiếu thảo của ông cũng chẳng thay đổi, sống một cuộc đời nghèo nàn, khốn khó, nhưng ông vẫn không một lời oán thán. Sau này, nhờ đức hạnh của mình, Thuấn được chọn trở thành bậc thiên tử, chính sự kiên cường, khiêm tốn, thuần chân của mình, cuối cùng Thuấn đã hoàn thành đại nghiệp của mình, hậu thế ngàn đời sau vẫn còn ca ngợi. Biết ẩn mình tâm sẽ tĩnh lặng như nước, hiệu khoan sông, tấm lòng sẽ ấm áp bội phần. Benjamin Franklin là một trong những người sáng lập nước Mỹ, thời còn trẻ, ông đã có cơ hội đến thăm một vị được coi là trưởng bối đối với ông. Khi đến nơi ông ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lập tức bước vào, nhưng bất ngờ đầu của ông đã đập vào khung cửa, tím bầm cả một chòm. Vị trưởng bối nhìn thấy ông bèn mỉm cười, ra nghênh đón và nói rằng, đau có phải không? Cháu biết không, đây sẽ là thu hoạch lớn nhất mà hôm nay cháu đến đây đó. Một người muốn thông chuyện thời thế sự, hiểu được nhân tình thế thái thì mọi thời khắc cần ghi nhớ kỹ, cần phải cúi đầu. Benjamin Franklin từng ghi lòng tạc dạ lời dạy của vị trưởng bối này, ông cũng đã thực hiện đại nghiệp to lớn của mình. Cúi mình không phải là một hành động yếu hèn, mà nó có thể hun đúc, mà nên một nhân cách cao thượng. Người khiêm tốn chẳng mấy khi cậy thế ép người, cũng hiếm khi hiển lộ chân thân. Họ là người biết cách giấu ánh hào quang của mình, họ vui vẻ hành thiện tấm lòng rộng rãi, hòa ái với người, an nhiên mà khoáng đạt, biết sống khiêm nhường, thì vinh nhục chẳng phải kinh sợ. Họ có cách cúi mình sẽ giúp bạn nắm vững thời cơ mà trở nên vô cùng lão luyện. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nhỏ hơn break time.